em cái gì. Anh cho đó em thích Bentley, anh vẫn cho em thích Mila, anh vẫn lo cho đến eo quỳ. Anh cũng có, chỉ cần em chơi với anh là cả thế giới này thuộc về em. Chỉ cần em đi với anh là những vấn đề của em đang dẹp. Nhưng em ơi, đó là nếu, đó là mơ em vẫn rất kêu. Thằng Cường nó đi với em trong Ferrari, còn anh thì kêu. Anh lớn lên từ đường phố, cho xe hơi không có đường phố. Thank you.
đội 1-3 hai hôm đã cười SH đéo hiểu đâu ra. Nó mà nghe tao thả mấy câu ca, nó mà nghe tao rót mấy con flow ra. Hay dù tao đi hò dô ta, ăn chỉ uống Coca Cola, không để cho nó về phòng thu được nữa. Vì là trước nó ăn nôn ra so far. Tao chỉ cần đôi là đầu tư vào thời trang để thời gian còn thơ ca. Nhắm tay vào tao mãi trong mày hầm vai, trong mày xuyên đưa ra. Bọn tao khác mày muốn tao đáp lại và cái lời thôi đừng có mơ nha. Take me first, love me later, chứ mày quên tao em anh vô. Thank you.
ngày hôm nay. Tôi rất thất vọng. Không phải vì anh một thằng diễn hồ, mà vì anh đã lừa dối em. Anh có biết con gái sợ nhất là điều gì? Sợ nhất là mình bị lừa dối. Oh,
Chào mừng em đến với nhà bạn anh. Sao anh ở đây à? Bạn anh sấn đơn chả được. Thoải mái đi. Sao đẹp quá. Đẹp được không?